Hello mọi người nha, giờ thì em có ý là Đại Châu này, Hoàng Nhạn Tháng Tư này, và chào toàn thể các bác, cô chú, anh chị của mình đam mê lan toàn quốc nha. Và có một đơn tổng hợp nha mọi người. Và đầu tiên em sẽ chia sẻ cho mọi người là Đại Châu là hàng giống cũng khá là to và có thể là sang tới các bác mình là chơi hoa được nha. Có một số cây thì lá dài đó, và hình số 1 là biết cả nhà mình thấy không, cái đèn lát này sao nó lại sáng quá trời luôn. Sao kỳ ta, để em bật đèn lát nha mọi người. Đó, bây giờ thì em bật đã tắt đèn lát nha, là 170k đó cho một cây đầu tiên. Cây này thì một cây đây cho với một cây tổng hợp, gọi là cây này là lan lan ngôi sao, lan ngôi sao với đại châu mọi người. Đây lan ngôi đại châu thì được 5 lá nhưng mà bị cụt lá thế này nha. Một cây này, cây thứ hai này nguyên khúc luôn cả nhà. Đấy cây thứ hai này, cây thứ ba này, rất là đẹp luôn. Tại vì cái điện thoại này nó kỳ quá cả nhà, bật đèn lát thì nó quá sáng trời luôn, mà không bật thì cả nhà không biết là xem kỹ hay không nha. Đấy ba cây này, cây thứ tư này, cây này là dòng hề la kim này. Đấy và lá nhỏ rất là đẹp luôn, không biết cả nhà là tưởng cây Bình Thuận hay là cây ở đâu nha, nhưng mà cây này là cây bốn đôn nha cả nhà nha. Bốn cây này, năm cây này, cây thứ năm này thì cái này là lan ruồi và cái này là đai châu này. Đấy lậu năm này, này 2 4 5 6 6 cây này. Đấy cả nhà thì cứ biết là cây này là cây buôn đôn nha, không phải là cây Bình Thuận hay là cây ở đâu hết, cứ mua bên em là chỉ biết là cây buôn đôn thôi nha. La dài la ngắn thì buôn đôn thì nó đa dạng nha cả nhà nha. Đấy là 2 4 6 cây, sau cây là 170k đó. Và hình số 2, hình số 2 là 150k cho hình tổng hợp, 150k cho hình tổng hợp. Khúc đầu tiên thì cầm cù lamit rất là đẹp luôn nha cả nhà nha. Đây nguyên bản còn bán nha, một khúc này. Khúc thứ hai cũng là cầm cù luôn đó. Khúc loại thứ hai, gọi là món thứ hai là bích ngọc. Bích ngọc có thể là cũng ít anh chị chơi, nhưng mà anh chị thì nên sưu tầm một mỗi người một ít. Nói chung là mật hoa nó cũng đẹp nha mọi người. Một khúc này, hai khúc bích ngọc luôn nha. Cái khúc thứ ba là rời là bích ngọc luôn nha. Còn món thứ ba là sóc, sóc rừng bốn đôn nha mọi người nha. Sóc thì cũng khá là đắt nhưng mà em thì chia sẻ mọi người tổng hợp luôn. Đấy một khúc này, rời này là hai đọt đấy, và ba đọt, bốn đọt, năm đọt, sáu đọt đấy, bảy đọt, tám đọt, cái này thì nấm này, chín đọt, mười đọt và ba món là 10 đọt rồi. Và cái này là lan kiếm. Đó, lan kiếm thì hoa tím, nói chung để có hoa vàng bốn đôn thì rất là khó nha cả nhà nha. Nói chung là nó như là nhạn tháng tư với nhạn tháng 8 mà rất là khó, cho nên là đa số là nó hoa tháng tím, hoa màu tím nha cả nhà. Đấy là kiếm. Cái cuối cùng, món cuối cùng là món 1, món 2, món 3, món 4 là bốn món rồi. Là bây giờ là món cuối cùng là món thứ năm là bảo hỷ thì thân gọi là tím đẹp thì không có, bây giờ là chỉ có thân thường mọi người. Một bụi này. Đó, hai bụi, ba bụi, đó, ba bụi này, bốn bụi này, năm bụi, đó, năm bụi, sáu bụi, bảy bụi nha mọi người, bảo hiểm thì bảy bụi, nó và hình số 2, và hình số 3, hình số 3 là 130k cho đai châu bốn đôn. Đều rời nha cả nhà nhá, hàng rời. Một cây thì nó dạng như là anh chị gọi là nó bám cùng nhau, không biết là bồng con hay bồng gì. Cây này thì lấy rời tại vì có thằng em nó làm bên trạm đó mọi người, và nhổ luôn và gửi gắm cho cả nhà. Cây cũng khá là to nha. Đây găng tay của em đó, một cây và hai đọt nhá, đọt đây đó. Cái này không phải là mọi người yên chí đây nhá, không phải hàng Thái, hàng Lào hay là hàng Cam gì đâu nhá, hàng buôn đôn mình luôn. Đó, một cây. Cây này thì thằng cô kia là nó không có tiền đi học, là nó nhổ ra nha, em báo cho mọi người luôn nhá. Cây này là cây nó trồng rồi.
cho nên là không có tiền đi học, cho nên là gửi cho em, và em cũng không lấy nhiều, cũng không gọi là kiếm lời kiếm lãi gì hết á. Cái này là em chia sẻ cho mọi người lại luôn. Đấy, cái này là cái rời đã thuần rồi. Đó. Và hình số 3, số 4. Số 4 là cây châu siêu lực và siêu đẹp. Đấy, cho nên là, nhưng mà giá rất là yêu thương. Chỉ có 130k cho hình số 4. Anh chị của mình nhanh chốt hình số 3 nhé. Và cây này thì được 7 lá, là 3 cặp lá với đột là thành 7 lá nha. Đấy, thân siêu to và siêu lực. Nói chung là lâu lâu mới có cây siêu lực thế này mà em chia sẻ cho mọi người, giá cực kỳ yêu thương nhá. Nó rất là đẹp luôn. Cây này điện thoại em tuổi bắp quá thôi cả nhà. Đấy, và hình cuối cùng là hoàng nhãn tháng 4. Tháng 4 là đa số là bôn đôn chỉ có tháng 4, còn tháng 8 thì nó gọi là 10% thôi. Tháng 4 là 90%. Mọi người mua nhiều thì số may ra tháng 8 nha. Còn mua 1-2 cây để có tháng 8 thì cái này là em không đảm bảo nha. Đấy, cây này thì chưa cho hoa lần nào, năm nào cũng chưa hoa, gọi là còn nguyên tem và nguyên zin luôn. Đấy, cây này thì được 4 cặp lá, gọi là 3 cặp lá thôi với đọt. Đó, em này thì qua Tết này sẽ sổ hoa cho cả nhà là quá đẹp luôn. Em này bản lá cũng khá là to và đẹp. Đấy, và em này chỉ có 100k thôi. Đó, chỗ cô chú anh chị của mình. Mọi người chơi hàng nào thì cứ alo cho em. Và Itamonet xin chào toàn thể các bác cô chú anh chị của mình, và cảm ơn tất cả mọi người nha.